Chào tất cả các em. Hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau một cái video mới về vấn đề thứ ba, cũng là về vấn đề góc. Thì trước khi sang vấn đề thứ ba thì thầy trò chúng ta xem lại cái bài tập của cái vấn đề thứ hai nhé. Câu 1. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A. SA vuông góc với đáy ABCD, SA bằng A căn 6. Gọi alpha là góc giữa SC và mặt phẳng đáy ABCD. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. Như vậy chúng ta có 4 cái khẳng định ở như trên bảng đây. Rồi, vẫn công việc như chúng ta làm thường làm đấy. Đó là đọc đề bài và chúng ta sẽ ghi giả thuyết lên hình vẽ, cũng như là khai thác đề bài để chúng ta tìm hướng làm. Thầy hướng dẫn hình vẽ. Đây, thầy có hình vẽ nhanh luôn cho các em. Đấy, hình này các bạn quá quen thuộc rồi. Bây giờ chúng ta nghiên cứu. Đáy là một cái hình vuông cạnh A. SA vuông góc với đáy và bằng A căn 6. Rồi. Gọi alpha là góc giữa cái đường thẳng SC và mặt phẳng đáy. Đấy, như vậy cái công việc của chúng ta là phải xác định được cái góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy đó là góc nào. Đấy, cái công việc của chúng ta. Nào, ra công việc do cái bài tập này là bài tập về nhà thôi, chắc các em đã sự chuẩn bị tốt rồi. Thì bây giờ thầy giáo hướng dẫn luôn thôi nhá, hướng dẫn luôn. Rồi. Đấy. Vì SA là vuông góc với mặt đáy nên ta có là AC đem này. AC chính là hình chiếu của SC lên cái mặt đáy. Chính là góc giữa cái đường thẳng SC với mặt đáy. Đấy, đường thẳng SC với mặt đáy chính là góc gì? SCA. Và ta đặt đây bằng alpha. Đấy, như vậy công việc chúng ta xác định góc đã xong. Bây giờ đến chúng ta tính góc. Tính góc. Tính góc thì đương nhiên chúng ta phải xét vào tam giác nào? Tam giác SAC. Và tam giác này có cái đặc điểm là gì? Là vuông, đúng không em? Đấy. Rồi, ngoài ra là SA biết chưa? Biết rồi, bằng A căn 6. AC biết không em? AC cũng biết. AC vì đáy là ABCD, đó là hình vuông cho nên đường chéo nó bằng A căn 2. Như vậy ta hoàn toàn làm được, tính được cái góc SCA, đúng không em? Đây, thầy có kết quả đây. Ta xét cái tam giác vuông tại A, đúng không? Rồi, có cái AC và SA. Đây, thầy trình chiếu luôn cho các em thấy. Ta có cái tang của góc SCA, bởi vì cái ở đây là hai cạnh góc vuông biết cho nên ta tính tang cho nó nhanh. Tang của góc SCA bằng căn 3, như vậy suy ra là SCA bằng 60 độ. Như vậy đương nhiên là chúng ta sẽ chọn đáp án D. Đấy, rất nhanh. Rồi, như vậy chúng ta đã xong bài thứ nhất. Cái bài này là khá đơn giản cho các em. Bây giờ thầy trò chúng ta chuyển qua bài tập thứ hai nhé. Bài tập thứ hai. Để câu 2. Cho hình chóp SABCD, đáy cũng là một hình vuông cạnh A và SA vuông góc đáy, biết SA bằng A căn 6/3. Tính góc giữa SC và đáy SBCD. Thì câu này cũng tương tự như bài tập trước thôi, không có khác một chút. Ở đây nó cho cái SA bằng là A căn 6/3. Như vậy cái này tương tự luôn. Các em làm chỗ này kết quả luôn cho các em. Đấy chính sẽ là bằng là gì? 30 độ. Như vậy ta chọn đáp án A. Đấy. Như vậy qua hai bài tập này thì các em đã làm ở nhà rồi, cho nên thầy giáo sẽ chữa nhanh cho các bạn. Và cái kết quả như các em đã thấy thầy cùng các em trình bày trên bảng đấy. Rồi. Như vậy xong cái phần bài tập về nhà. Rồi, ta chờ trong ít phút. Như vậy ngay lúc đầu thầy đã giới thiệu với các em là hôm nay thầy cùng em nghiên cứu chuyên đề về góc, nhưng mà vấn đề 3 đó là góc giữa hai mặt phẳng. Thầy cũng nói với các em rằng là vấn đề về góc thì là khi các em nắm chắc
kiến thức về vấn đề góc thì các em giải quyết tất cả các bài tập về thể tích liên quan đến góc, khoảng cách liên quan đến góc. Thế thì tại sao các em nói là hình học không gian khó lắm thầy ạ? Bởi vì là các em không nắm về chắc về cái kiến thức cơ bản về góc, về định nghĩa, về phương pháp xác định góc, rồi các cái kỹ năng xác định góc cũng giống như tính góc. Chính vì vậy cho các em rất lung tung trong cái vấn đề hình học không gian. Đấy. Chính vì vậy cho nên là các em sẽ nghiên cứu, thầy sẽ dạy cụ thể bài bản từng bài một chi tiết, từ cho kiến thức cơ bản, từ cho phương pháp, từ cho kỹ năng. Để các cái chú ý nhấn mạnh thì các em sẽ cố gắng tiếp thu và sẽ về nhà làm bài tập, nhiều các bài tập lên thì các em sẽ hình thành được các cái kỹ năng thói quen, khi đó các em giải quyết bài tập rất là đơn giản. Đấy, thầy hôm nay giới thiệu chuyên đề góc cũng là một cái chuyên đề cuối cùng liên quan đến góc nha. Rồi, ta bàn một chút về kiến thức. Kiến thức về góc giữa hai mặt phẳng. Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai cái đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. Đây, đây cái hình vẽ này các em. Đây. Góc giữa hai mặt phẳng P và Q thì là được xác định như sau. Chính là góc tạo bởi giữa hai cái đường thẳng AB. Đấy, lần lượt vuông góc mỗi mặt phẳng. Đấy, và cái góc này người ta quy định cũng là bằng gì? Bằng lớn hơn bằng 0 độ và bé hơn 90 độ. Đấy. Như vậy người ta cũng chuyển góc giữa hai mặt phẳng thành góc hai đường thẳng AB. Và góc của hai đường thẳng thì nó cũng nằm trong cái giới hạn này. Được chưa các em? Đấy. Hoặc một cách xác định góc nữa, thầy giới thiệu luôn. Đây. Đấy là hoặc này, góc giữa hai đường thẳng. Đấy, góc giữa hai đường nằm trong hai mặt phẳng cùng vuông góc với giao tuyến tại 10 điểm. Đây em nhé. Như vậy góc của hai cái mặt phẳng này này, đấy, P và Q này, đấy, thì chính bằng góc của cái đường thẳng A và đường thẳng B. Đấy, đường A này nằm trong mặt phẳng P, đường thẳng B nằm trong mặt phẳng Q. Đấy, và hai đường thẳng này cùng vuông góc với giao tuyến tại một cái điểm Y này. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có cũng tương tự như vậy thôi. Góc của hai mặt phẳng chính bằng góc của hai đường thẳng AB và A alpha cũng nằm trong cái giới hạn này. Đấy, các em đặc biệt chú ý cho thầy giáo. Chú ý. Cái chú ý thứ nhất đấy là cái đường thẳng AB này này nó phải thỏa mãn mấy điều kiện. Đấy, nó thỏa mãn các điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất là đấy, A thì thuộc mặt phẳng B. B thuộc mặt phẳng Q, điều kiện thứ nhất. Hai cái đường thẳng này phải cùng vuông góc với giao tuyến tại một điểm. Đấy, bạn phải chú ý này, chú ý đặc biệt chú ý như vậy, thỏa mãn hai điều kiện rất quan trọng. Đấy, đường A, đường B phải nằm trong mỗi mặt phẳng. Thứ hai là hai đường thẳng này phải vuông góc với giao tuyến tại một điểm Y thôi nhá. Đấy, phải lưu ý. Thì khi đó ta chuyển góc của hai đường thẳng BQ thành góc của hai đường thẳng AB và nó bằng 90 độ. Đấy, như hình vẽ của chúng ta đây. Đấy, được chưa các em? Như vậy thầy đã trình bày xong về kiến thức về góc. Kiến thức rồi, đúng không? Nắm được định nghĩa về góc của hai mặt phẳng rồi. Thì bây giờ ta chuyển sang phần gì? Ta sẽ chuyển sang về phần phương pháp các em ạ. Thầy giới thiệu luôn. Phương pháp xác định góc giữa hai mặt phẳng. Ta đi nghiên cứu phương pháp 1. Phương pháp 1 thầy tạm đặt cho cái tên đó là xác định đường thẳng vuông góc. Ta nghiên cứu cái phương pháp này như thế nào nhé. Nào các em theo dõi. Đây, vẫn là hình vẽ khi nãy thôi. Đây, chú ý cho thầy. Trong hai cách xác định góc thì cái cách mà chúng ta hay làm á, thì là sẽ là xác định góc là thông qua hai cái đường thẳng AB nằm trong mỗi mặt phẳng và cùng vuông góc với giao tuyến. Thì cái cách này nó thông thường nó dễ hơn là cái cách dùng hai đường thẳng vuông góc cái mặt phẳng. Đấy, bạn phải chú ý. Chính như vậy cho nên ta tập trung vào cái phương pháp mà xác định góc đấy, theo cái kiểu này. Đấy, nhớ chưa? Đấy, chứ cái dạng hai đường góc tạo bởi hai cái đường thẳng mà cùng vuông góc với mặt phẳng P và mặt phẳng Q này thì nó khó hơn. Đấy, bạn lưu ý cho. Thế ta nghiên cứu kỹ cái phương pháp để mà xác định góc ở cái dạng này thì ta tập trung lên bảng sau. Đây, thầy trình bày, đó là bước 1. Bước 1 xác định giao tuyến delta giữa P và Q. Đấy, như vậy cái giao tuyến delta đây em nhé. Đây, đây delta. Đấy, thầy không ghi vào đây nhưng em hình dung đây là giao tuyến delta. Đấy, chú ý cho thầy giáo. Đây là bước 1. Bước này khá dễ. Bước 2. Em xác định đường thẳng A và đường thẳng B. Đấy, đường A thì thuộc mặt phẳng P, mặt đường ở đây là
ở đây là Q nhé. Đấy, Q. Đường thẳng B thuộc mặt phẳng Q. Sao cho đường A và B cùng vuông góc với giao tuyến delta tại cùng một điểm Y. Nhớ đây là giao tuyến delta này. Đấy, đây là một cái điểm Y. Thầy thấy bổ sung thêm vào hình vẽ cho các bạn nắm được. Cái bước này khó nhất. Khó nhất. Thành nhất nhấn mạnh lại các em chú ý nhé. Đấy. Bước này rất khó ở cái chỗ em phải xác định được đường thẳng A nằm trong mặt phẳng thứ nhất, đường thẳng B nằm trong mặt phẳng hai, và hai đường này phải có một cái điều kiện rất quan trọng, đó là cùng vuông góc với delta tại một cái điểm Y. Thì khi đó góc của hai mặt phẳng này chính bằng, đây kết luận này là chính bằng hai đường thẳng AB. Đấy, góc của hai mặt phẳng này chuyển thành góc của hai đường thẳng AB. Đấy, trên hình vẽ này các em. Và nó bằng alpha và giới hạn trong cái giới hạn này. Được chưa? Như vậy thầy đã trình bày xong cái phương pháp thứ nhất cho các em. Lát nữa chúng ta vận dụng phương pháp này để chúng ta giải quyết các bài tập. Không để cho các em chờ đợi lâu, thầy giới thiệu tiếp tục một cái phương pháp thứ hai cho các em luôn. Nào, phương pháp thứ hai. Phương pháp 2 là phương pháp tọa độ trong không gian. Rồi, cái phương pháp này sẽ có những cái bước như thế nào thì thầy sẽ hình dung cho các em như sau. Phương pháp này thì cũng giống như các cái phương pháp xác định góc của hai đường thẳng và đường thẳng mặt phẳng thôi. Thì phương pháp này thì thầy cũng mang tính giới thiệu cho các em, bởi vì là mãi đến học đến chương 3 hình học giải tích thì các em mới bắt đầu là được học. Chính vậy cho nên những em nào học xong chương trình 12 rồi thì biết phương pháp này ngay lập tức. Còn những em nào chưa học thì thầy mang tính nhất là giới thiệu cho các em thôi, để các em nắm. Hôm sau sang chương 3 hình học giải tích thầy sẽ phần vận dụng, thầy nói kỹ phương pháp này các em nhé. Rồi, ta xem phương pháp như thế nào. Đấy, vẫn vào là theo những cái định nghĩa đấy. Đấy, góc tạo bởi giữa hai cái mặt phẳng P và Q thì chính là tạo bởi hai cái đường thẳng hoặc hai cái vector cùng vuông góc với đấy, vuông góc với mặt phẳng P và vector NQ thì vuông góc với mặt phẳng Q. Đấy. Thì như vậy là góc của hai đường thẳng này thì tạo bởi góc hai cái vector NP và NQ. Đấy, bạn lưu ý cho. Như vậy là kiến thức của chúng ta nắm được, đó là chuyển góc giữa hai cái mặt phẳng PQ chuyển thành góc của hai đường hai vector. Đấy, hoặc hai cái đường thẳng vẫn nằm trong giới hạn này. Và khi góc của hai vector này thì được xác định bởi gì? Công thức chúng ta biết rồi. Đấy, cos tích vô hướng của NP nhân với vector NQ. Đấy, và trên độ lớn của mỗi vector. Được chưa em? Thầy để tuyệt đối, để bởi vì góc nó bé hơn hoặc bằng 90 độ, lớn bằng 0, cho nên thầy để tuyệt đối. Và từ đây các em tìm được giá trị của cos alpha, thì như vậy bạn dùng máy tính tìm được alpha ngay lập tức. Được chưa các em? Rồi, như vậy phương pháp này thầy nói lại mang tính chất giới thiệu các em thôi nhé. Và chủ yếu hôm nay chúng ta tập trung nhiều vào sử dụng phương pháp 1 để chúng ta giải quyết bài tập. Còn phương pháp này đến phần chương 3 hình giải tích trong phần ứng dụng thầy sẽ nói nhiều về phương pháp này. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tập. Đấy. Rồi, bây giờ ta chuyển sang phần bài tập. Đấy. Nhưng mà trước khi sang phần bài tập, thầy nói với các em là phương pháp rồi nhé. Thầy nói qua các em về phần kỹ năng cho các em một chút. Đấy, bởi vì khi nói đến làm bài tập á, thì đương nhiên là vận dụng phương pháp. Nhưng phương pháp thì có phải có kỹ năng để làm sao ra giải quyết cho nó nhanh. Đấy, kỹ năng, kinh nghiệm, chú ý. Đấy, bây giờ thầy sẽ cùng với các em nghiên cứu có những cái kỹ năng nào trong cái việc xác định góc của hai mặt phẳng nhé. Rồi, ta sẽ bàn đến kỹ năng đi. Ta sẽ có một cái kỹ năng. Đây. Kỹ năng xác định góc giữa hai cái mặt phẳng P và gì? Và Q em nhé. Đấy, thầy nói luôn đây cái kỹ năng. Bây giờ có cái kỹ năng như thế nào? Đây, em hình dung cho thầy giáo. Cái kỹ năng thứ nhất rất quan trọng, đó là kỹ năng các em đưa về một hệ quy chiếu, đó là mặt bên và đáy. Thầy ví dụ thế này. Đây, thầy vẽ nhanh hình, đây là S,
A, B, C. Đây là SA, vuông góc của đáy. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ tính cái góc của mặt phẳng SBC đấy, với cái mặt phẳng đáy ABC. Đấy. Đấy. Ta nhiệm vụ ta tính cái góc này. Thế để tính góc này thì phương pháp có rồi, nhưng mà các bạn phải có kỹ năng nhé. Về kỹ năng thầy nói luôn. Đó, về kỹ năng. Kỹ năng ở đây ta nói, nếu xác định các em xác định góc của mặt bên với đáy thì bao giờ các em cũng phải nên sử dụng vào cái chân đường cao. Tại sao sử dụng chân đường cao? Bởi vì nhá, từ chân đường cao các em kẽ vuông góc xuống giao tuyến BC tại K, từ K em kẽ về đỉnh. Như vậy các em phát hiện ngay là góc của mặt bên SBC và mặt đáy ABC là góc nào. Đấy. Đương nhiên nó sẽ là góc nào? Đương nhiên sẽ là góc SKA. Chỗ này vuông. Vì sao các em? Bởi vì SA vuông góc ở đáy. Nhá. AK là hình chiếu của SK lên cái mặt phẳng đáy. Đấy. Đúng không em? Đấy. Thế thì ở đây là hình chiếu AK vuông với BC thì đương nhiên đường xuyên cũng vuông với BC. Đấy. Ở đây định lý ba đường vuông góc, đúng không em? Ừ. Như vậy là nói vui là dưới vuông trên vuông rồi. Đấy, như vậy chính là góc này. Được không? Đấy, ta nhìn lại phương pháp một chút, coi đúng phương pháp không? Vẫn đúng đấy, ta xem. Mặt phẳng SBC giao với mặt phẳng ABC, tức là đang bước 1 đấy, là BC. Rồi xong. Trong mặt phẳng thứ nhất là mặt phẳng ABC, ta tìm lấy một cái đường thẳng vuông góc với giao tuyến thì AK đây rồi. Đúng không? Trong mặt phẳng thứ hai ta tìm lấy đường thẳng SK cũng vuông góc với giao tuyến tại một điểm K, đúng rồi. Như vậy là góc của hai mặt phẳng này thì chính là góc của hai đường thẳng SK và AK. Đấy. Đúng không? Cùng vuông góc với giao tuyến tại một điểm thì chắc chắn là góc này thôi. Đấy, về phương pháp rất là đúng. Đúng từng bước luôn. Đấy. Thế thì ở đây ta muốn nói đến điều gì? Muốn nói đến điều rằng là từ nay trở đi em xác định góc của mặt bên với mặt đáy, bao giờ các em cũng dựa vào cái chân đường cao. Đầu tiên các em phải xác định được chân đường cao. Xác định chân đường cao. Và khi xác định được chân đường cao rồi thì từ chân đường cao kẽ vuông góc với giao tuyến tại K. Xong từ K em kẽ lên trên đỉnh. Thì như vậy lập tức ta được góc này. Đấy, thầy nhắc lại một lần nữa nhé. Nhắc lại một lần nữa. Rất đơn giản này. Thầy bính dạy này. Từ nay đi này. Nếu như mà xác định này, tính góc giữa mặt bên SBC với mặt đáy, rất đơn giản, các em không phải lo suy nghĩ gì cả. Bước 1 là các em tìm được là đường cao, xong xác định chân đường cao, được chưa? Đấy, phần này thầy không ghi, thầy nói cho các em luôn thôi. Bước 2 là em sẽ từ chân đường cao em kẽ vuông góc về giao tuyến BC. Đấy. Bước 3, từ cái giao tuyến, từ cái giao điểm K này em kẽ lên trên đỉnh. Đấy, như vậy chúng ta sẽ được góc alpha này ngay lập tức, không phải cần suy nghĩ nhiều. Đó là một cái kinh nghiệm, một cái kỹ năng thứ nhất. Được chưa các em? Rồi. Về mặt kỹ năng thứ nhất. Thứ hai, có một cái chú ý gì? Trong kiến thức này các em, vấn đề xác định góc của hai mặt phẳng cần liên quan đến kiến thức gì? Một kiến thức chìa khóa của chúng ta rất quan trọng, đó là kiến thức nào nhỉ? Nếu như xác định góc của hai đường thẳng thì cái từ khóa đó là song song, đúng không? Đấy. Xác định góc của đường thẳng của mặt phẳng thì từ khóa đó là gì? Là từ khóa đó là phải hình chiếu, là rất quan trọng. Và xác định góc của hai mặt phẳng thì từ khóa đó là gì? Là sử dụng định lý ba đường của góc. Chú ý đó là sử dụng định lý đi ba đường thầy viết tắt ba đường vuông góc nhé. Đấy, phải lưu ý. Thầy cứ nói vui là AK này là hình chiếu mà vuông góc BC thì là đường xiên vuông. Ngược lại đường xiên vuông thì hình chiếu vuông. Đấy, bạn lưu ý. Trong định lý ba đường vuông góc thì các bạn phải phân tích được những cái kiến thức trong đó là gì. Các bạn phải cần đến gì? Đường cao. Nhá. Bạn phải cần đến là cái đường cao. Đường cao. Đấy. Thứ hai cần đến hình chiếu. Đấy. Thứ ba nữa là đường xiên. Em ạ. Đấy, ba cái yếu tố này
Đấy, khi xác định là hình chiếu, khi xác định đường cao thì em xác định được là hình chiếu. Đấy, hình chiếu vuông thì như vậy là đường xiên vuông với cái đường BC này. Đấy, như vậy liên tục phải sử dụng cái kiến thức này để chúng ta giải quyết bài tập. Đấy, như vậy thầy đã trình bày xong về vấn đề xác định góc. Khi xác định góc rồi, thầy nói luôn vào tính góc. Tính góc thì rất là dễ. Bao giờ cũng ghép cái góc alpha này vào một cái tam giác. Mà thông thường nó là tam giác gì? Đấy, tam giác vuông luôn nhá. Đấy, SAK để các em giải quyết khá đơn giản. Và kỹ thuật tính góc thì các em đã học cái bài đầu tiên vấn đề 1 rồi, thầy không trình bày ở đây nữa. Đấy, các bạn lưu ý cho. Như vậy ta cố gắng chọn cái hệ quy chiếu đó là đáy nhá, đáy và mặt bên. Đấy, khi xác định đáy và mặt bên rồi em xác định chiều cao. Đó, và từ chân đường vuông góc kẽ vuông ở đây kẽ ngược lên. Bây giờ vấn đề vẫn dụng sử dụng kiến thức này làm một bài tập khó hơn ở cái chỗ là đáy nó không phải là lúc này ta theo cái quy chiếu đó, đáy mình nói vui giống như là mặt đất ấy, nó chiếu từ trên xuống dưới đáy này. Nhưng mà đáy nó có thể nằm nghiêng hoặc thậm chí nó nằm lật ngược lên thì sao, đúng không? Đấy, thì bây giờ thầy sẽ trình bày cho các em luôn cái phần chú ý luôn sang bên này. Rồi ta dừng ít phút. Rồi bây giờ ta chuyển qua cái phần chú ý thứ hai. Chú ý thứ hai là mục đích thế này các em này. Tức là thầy đang nói về cái kỹ năng. Đấy, kỹ năng xác định góc của hai mặt phẳng. Đấy, và ta cố gắng đưa về là xác định đó là góc của cái mặt bên và mặt đáy thì rất là dễ rồi, đúng không? Đấy, thế bây giờ ta vận dụng cái kỹ năng này thử làm một cái bài tập mà nó không như mong muốn, đáy của nó không phải là mặt đất, đúng không? Thì ta sẽ giải quyết như thế nào? Thầy ví dụ thế này. Đây cũng là một cái chú ý. Đấy, ví dụ các em sẽ xác định cho thầy góc của hai mặt phẳng sau. Đấy nhá, thầy nói thôi không ghi đề bài nữa. Cho cái đáy. Đấy, thầy đọc đề vẽ hình luôn. Cho cái hình chóp SABCD. Đáy của nó là một hình thoi. Hình thoi. Nhá, hình thoi đương nhiên nó vuông tại đây rồi, đúng không? Và SA vuông góc với đáy. SA vuông góc đây. Được chưa? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta, nhiệm vụ chúng ta là gì nhỉ? Các em thử xác định cho thầy giáo này, xác định cho thầy giáo đó là cái góc của cái mặt phẳng này. SAC và mặt SCD. Đấy, các em thấy chưa ạ? Đấy. Giữa lý thuyết và thực hành nó khó lắm, đúng không? Đấy. Thầy đọc lại đề bài. Cho hình chóp SABCD, đấy là hình thoi. SA vuông góc ở đáy. Nhiệm vụ chúng ta đấy, là xác định nhé, xác định cái góc của cái mặt SAC với cái mặt bên SCD, đúng chưa? Đấy, hai cái mặt phẳng này thì khó rồi, nó không phải là một cái mặt, thầy nói vui lợi giống một cái mặt đất rồi, không phải. Nếu như là mặt bên với mặt đáy thật sự đấy, ở mặt đất thật sự thì rất đơn giản kiến thức này. Đấy, thế thì không sao. Các em có kỹ năng rồi, phương pháp rồi. Em chuyển cái hệ, cái kiến thức này. Đấy, chuyển sang bên này. Như vậy vẫn là em phải xác định được là hai cái mặt SAC và mặt SCD đâu là mặt đáy. Đấy, khi xác định được đâu là mặt đáy thì em tìm chiều cao nhá. Xác định được ABC là đáy thì em tìm đường cao. Đường cao thì sinh ra chân đường cao. Đường cao sẽ kẽ về giao tuyến. Và từ giao tuyến kẽ ngược lên là ta xác định ngay. Như em phải chuyển. Đây, em phải chuyển hóa. Nào, bây giờ ta xem. Hai mặt phẳng SAC và SCD này, các em quan sát xem coi là định dự kiến mặt nào là đáy. Đấy, và chiều cao đâu? Đấy, chiều cao đâu? Thì các em quan sát. Muốn biết ta định đâu là mặt đáy, đâu là chiều cao thì các em phải hình dung ra được là chiều cao trước. Đấy, rồi ta sẽ quy định cái đáy sau thì nó thuận tiện. Đấy, nên kinh nghiệm là như vậy. Ta quan sát khai thác đề bài ngay. SA vuông góc đáy, đúng không? AC và BD là hai đường chéo của hình thoi vuông góc. À, tại K đi. Tại K. Thì em quan sát này, quan sát xem này, định hình được chưa em? SAC mặt phẳng SCD. Rồi. Đó, ta quan sát thấy nhá. Nào. DK vuông góc cái gì em? SA. Rồi, DK vuông góc AC, cho nên là DK vuông góc mặt phẳng gì? SAC, đúng em?
Đấy, như vậy chỗ này ta có ngay được này. Đấy, ta có, thầy ghi nhanh luôn. Ta có DK vuông góc với SK. DK cũng vuông góc với AC. AC từ đây suy ra là DK vuông góc với là mặt phẳng gì? SAC. Rồi, xong rồi. Như vậy khi ta xác định được đường cao rồi thì định hình luôn, đáy đâu em? Đương nhiên là đáy là SAC luôn. Đường cao đây. Đúng không? Đấy, như vậy bài toán đã cho chúng ta là tầm khoảng 80% rồi, giải quyết được 80%. Thầy nhắc lại, đã xác định được chiều cao, đã xác định được đáy. Rồi, đúng không? Thì bây giờ ta xác định chuyển là góc của hai cái mặt phẳng SAC, đây là đáy. SAC đáy rồi. Và đương nhiên là mặt phẳng SCD là mặt bên rồi, mặt bên của cái đáy SAC rồi, đúng không? Là dễ. Khi đó ta làm sao? Làm sao? Thực hiện tiếp tục. Xác định được đáy rồi nhá, SAC rồi. Được chưa? Rồi, xác định chiều cao DK rồi nhá. Được chưa? Sau đó em phải xác định cái gì? Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng. À, mặt bên và đáy. Đó, mặt bên và đáy đâu? Mặt bên đâu? SCD. Đáy đâu? SAC. Giao tuyến đâu các em? Giao tuyến SC. Đúng không? Giao tuyến đây. Sao? Mặc dù hình học không gian thì không phải lúc nào nó đẹp như thế này, ngời ngợi thế này đâu, mà nó méo mó, nó đặt ra cho mình cái tình huống rất là khó. Được chưa? Đấy. Thế thì lúc bây giờ là chân đường cao đấy, giao tuyến đấy, thì cứ việc các em kéo vào thôi. Đấy, các em kéo vào. Đây, thầy kéo vào nhá. Từ K kéo vuông góc giao tuyến, kéo thôi. Đấy, thầy đặt vuông ở đây. Được chưa? Thầy đặt ở đây là Y thôi. Là Y. Đấy. Như vậy ta sẽ kẻ kẻ KI vuông góc với gì? Vuông góc với SC. SC là giao tuyến mà. Đấy. Thì lập tức tức suy ra này, kẽ vuông vào đây nhá, thì kẽ ngược lên đỉnh nhá. Kẽ ngược lên đỉnh này. Đây. Đây, đặt vào đây, kẽ ngược lên đỉnh. Đúng em? Rồi, như vậy lúc bây giờ chúng ta sẽ suy ra ngay lập tức là ID sẽ vuông góc cái gì nhỉ? ID sẽ vuông góc với là SC. Đấy. Vì sao? Bởi vì ta nhìn nhá, DK là đường cao, đấy chân vuông góc rồi. Đấy, thì đây là hình chiếu, vì đây là mặt phẳng SAC mà, thế đây hình chiếu. Hình chiếu ở đây đường xiên, đúng không? Đấy. Bởi vì ta chiếu theo hướng này. DK chiếu xuống. Đấy, hình chiếu mà vuông thì như vậy đường xiên thế nào? Đường xiên vuông. Đấy, theo đúng. Đấy, hình chiếu vuông thì đường xiên vuông thì chính là góc này. Hình này nó đẹp ngời ngời cho nên là nhìn thấy. Còn cái hình này nó khó cho nên là các bạn phải dùng gì? Dùng kiến thức thì mình thấy được. Như vậy thấy ở đây không phải là trực giác, trực quan, mà thấy đây là kiến thức. Kiến thức, nhờ kiến thức mà nhìn thấy. Em rõ chưa? Đấy. Như vậy là lúc bây giờ ta có này, SC là giao tuyến rồi, KI là cái đường thứ nhất, đúng không? Nằm dưới đáy. DI là cái đường thứ hai, cũng cùng vuông giao tuyến. Cho nên góc của hai cái mặt phẳng SAC và SCD chính là góc nào em? À, chính là bằng cái góc giữa IK và ID, chính là góc này, đúng không? Cho nên chỗ này ta viết vào đây ngay lập tức, đó là chính bằng cái góc của là IK, KI đi, đấy, và gì? DI, và chính là bằng góc là KID, được không em? Đấy, để thầy nói qua. Như vậy là cái ý nghĩa của cái việc kinh nghiệm, kỹ năng thầy dạy cho các em là rất quan trọng trong cái việc xác định những cái góc của hai mặt phẳng mà nó nằm ở cái vị trí nó khó khăn như thế này. Nó không phải đáy với mặt bên một cách thông thường, mà nó lại ở đây một cái mặt SAC và với một mặt SCD rất là khó. Thì ta sẽ chuyển, ta phải xác định xem coi trong hai mặt này thì mặt nào là đáy. Đấy, mặt nào đáy? Đáy không phải đáy của cả cái chóp này, mà đáy của cái đối tượng mình đang nghiên cứu. Đó. Trong hai cái mặt phẳng này thì SAC là đáy. Bởi vì sao? Bởi vì em nó phát hiện là DK là đường cao. Thì như vậy ta sẽ có ngay được SAC là đáy. Đương nhiên. Đó. Đấy. Chân đường cao rồi thì kẽ về gì? Kẽ về giao tuyến. Từ chỗ giao điểm này kẽ ngược lên đỉnh là có ngay góc này. Được chưa? Đấy. Như là rất quan trọng. Như vậy thầy đã trình bày cho em xong là phương pháp, đúng không? Kỹ năng và chú ý những cái vận dụng phương pháp cũng như kỹ năng để giải quyết bài tập. Đấy, thì bây giờ ta sẽ chuyển sang cái phần bài tập nhé. Rồi, thầy chuyển sang phần bài tập. Thầy giới thiệu với em bài tập mẫu thứ nhất. Bài tập 1 có cái đề bài như sau.
Đây, các em quan sát đề bài, thầy không đọc lại đề bài nữa. Đấy, trong giây lát các em đọc đề bài đi. Đấy, trong 4 phương án A, B, C, D bây giờ ta sẽ lựa chọn. Rồi, đương nhiên để chọn được phương án nào thì ta phải giải thôi, đúng không? Đấy, ta phải giải. Rồi, thầy trò chúng ta bắt tay vào vẽ hình nha. Cũng giống như tất cả các bài tập khác thôi, ta sẽ đọc chậm chậm đề bài và ta đọc đến đâu vẽ hình đến đó nhé. Và đặc biệt chú ý những các cái điểm nhấn, đấy, những cái đặc điểm của đề bài để ta vẽ hình cho nhanh, không vẽ quá nhiều lần. Rồi, cho hình chóp SABCD con đáy là một cái hình thoi. Hình thoi em nhé. Rồi, ở đây. Hình thoi ABCD. Hình chiếu vuông góc của S xuống mặt phẳng đáy. Đấy, các em để ý nhìn thầy cách vẽ hình rồi học theo nhé. Thầy vẽ này này, chưa vội vẽ cái chóp S luôn. Mà ta xem cái nào ở đâu này. Đỉnh S hạ, tức là xuống cái mặt phẳng đáy đấy. Trùng với giao điểm của gì? À, hai đường chéo, đúng rồi. Đấy, giao điểm hai đường chéo em này. Đấy, như vậy các em phải vẽ giao điểm hai đường chéo là Y. Y. Như vậy ta vẽ hình thế nào cho phù hợp? Hình chiếu vuông góc thì đương nhiên các em phải vẽ thế. Vẽ vuông rồi, thầy Bính dạy rồi. Đấy. Tất cả các đường khác em vẽ là méo cũng được, nghiêng cũng được, xiên được. Nhưng mà riêng hình đường chiếu em phải vẽ vuông. Vuông thật sự đấy. Rồi chuẩn. Các cái đường khác em vẽ vào bình thường. Đấy, như vậy ta có S này. Rồi, bây giờ ta đặt làm sao cho nó khéo nhé. Để ý này, để ý này. Cái BAD bằng 120 độ này, thì ta quan sát để cho nó dễ nhìn thôi. Vẽ hình càng đẹp càng trực quan thì ta chứng minh càng dễ. Nhưng nên đặt điểm A đây, bởi vì cái góc này 120 độ cho nên ta đặt đây, nó rộng đúng không? Cho nên ta đặt B đấy, A đấy, B, C và gì? D. Đấy, là xong luôn. Như vậy góc này sẽ là bằng ấy, 120 độ. Đưa luôn lên hình vẽ nhé. Xong. SA. SA bằng A trên 2. Có luôn. Như vậy công việc AB. AB. AB đây em. AB. Đấy. Hình thoi thì chúng ta được biết là các cái cạnh nó bằng nhau cả. Đấy. Như vậy nó đều bằng gì? 2A cả các em nhé. Đấy. Đáy hai cái đường xiên, hai cái đường chéo này vuông góc rồi. Vuông góc. Đánh vuông góc luôn. Đấy, vuông tại Y luôn. Công việc vẽ hình của chúng ta xong. Ta sang phần công việc thứ hai. Đó làm gì các em nhỉ? Là tính góc tạo bởi hai mặt phẳng. Ta xem hai mặt phẳng nào. Mặt phẳng S, A, B. Đấy, với mặt đáy. Đấy. S, A, B với đáy đây rồi. Đấy. Sau khi xác định được đối tượng rồi, hai mặt phẳng này, rồi ta đi tìm cách xem là xác định góc thôi. Xác định góc. Rồi, bây giờ các em xác định góc thầy xem lại. Trong giây lát các em nghiên cứu tìm cái góc của cái mặt SAB và mặt đáy ABCD cho thầy giáo. Rồi, được chưa? Rồi, thế thì chắc chắn xác định góc này thì các em không dùng đến phương pháp và kỹ năng được, đúng không? Đây, thế về ta phương pháp nhé. Phương pháp thầy dạy rồi, ta thử phân tích một chút xem nào. Nào, ta xem bước 1 làm gì. Bước 1 phương pháp đấy là xác định giao tuyến của mặt phẳng SAB và đáy. Dễ quá. Đó là đường gì? AB, đúng rồi, AB nhá. Rồi. Sau đó rồi, đấy, ta sẽ xác định lần lượt xác định mỗi trong mặt phẳng này đường thẳng A vuông góc giao tuyến, đường thẳng B vuông góc giao tuyến, đúng không? Đó về phương pháp. Nhưng các bạn lại phải vận dụng kỹ năng nữa em ạ. Đấy, kỹ năng ở đây là gì? Thầy Bính dạy thế nào? Kỹ năng ở đây đây là bài toán xác định góc của mặt bên với đáy mà thầy dạy rồi. Bài toán xác định góc của mặt bên với đáy thì rất là dễ. Nếu các bạn biết cách khai thác gì, chân đường cao. Đấy, chân đường cao thầy có nói vui giống như một điểm vàng. Đấy, mai mốt tính khoảng cách rồi là tính góc là sử dụng cái điểm vàng này này. Cái chân đường cao này rất dễ. Được chưa? Ta dùng kỹ năng để làm bài này đi. Chân đường cao đấy, giao tuyến đấy, đúng không? Thì ta làm sao? Thì ta chỉ việc từ chân đường cao thầy Bính dạy rồi. Kéo vuông góc về đâu? Vuông góc về giao tuyến. Rồi ta kẽ nhá. Đây thầy kẽ vào đây cho thầy ạ. Đấy các em kẽ vào. Vuông này. Kẽ vuông vào.
Vuông ở đây em đặt là bằng gì? Bằng K đi. Đấy, vuông tại K. Rồi, sau đó rồi, vuông tại K rồi. Thì từ K em kẽ về đâu? Từ K em kẽ về, về đỉnh thôi. Đấy, được chưa? Về đỉnh thôi. Như vậy ta thấy nhá, các em thấy này. Như vậy lúc bây giờ, do đây là đường cao, cho nên là cái KI này là gì? Là hình chiếu của gì? SI. Mà KI vuông góc với BC thì chắc chắn là KS cũng vuông góc với AC, à, AB. Đấy, thầy cứ nói vui là dưới vuông thì trên vuông. Đó, được chưa? Như vậy ta đã xác định được mặt phẳng thứ nhất, ta xác định được là đường gì? IK vuông góc giao tuyến. Mặt phẳng thứ hai ta xác định được SK vuông góc với giao tuyến. Vậy bây giờ góc của hai mặt phẳng này là góc nào? Hey, chắc chắn là góc nào? Quá đơn giản nhỉ? Đúng không các em? Thì chính là góc gì? Tạo bởi gì? KI và gì? KS. Chính là góc này. Đúng không? Như vậy công việc xác định góc của chúng ta đã xong. Rồi, ta trình bày một chút nhé, để các em nắm được. Trình bày như thế này thôi, ta kẻ thôi. Kẻ IK vuông góc với AB. Ta không cần trình bày dài dòng, ngắn gọn thôi. Đấy. Thì suy ra ngay, đó là KS nhé. KS cũng vuông góc với gì? AB. Các em mở ngoặc định lý ba đường vuông góc nhé. Định lý ba đường đường vuông góc. Vuông góc. Đấy, thầy. Vì sao? Bởi vì SI vuông góc ở đấy, cho nên là KI là hình chiếu của KS, mà KI vuông góc với AB thì như vậy là KS cũng vuông góc với AB, được chưa? Rồi, như vậy từ đây suy ra gì? Đấy, như vậy ta có nhá. Đây, ta có này. Ta có là KI vuông góc với giao tuyến, KS vuông góc với giao tuyến, thì như vậy chắc chắn góc của hai mặt phẳng, suy ra góc của hai mặt phẳng SAB. Đấy, mặt phẳng SAB và mặt phẳng đáy ABCD. Đấy, góc thì ký hiệu thế này. Đấy, chính bằng góc của IK. Xin lỗi, ở đây K thầy viết để theo thứ tự KI với KS. Đấy, ta đã chuyển về góc của hai mặt phẳng về góc của hai đường thẳng. Và đương nhiên sẽ bằng gì? Đấy, đương nhiên sẽ bằng là góc của SKI. SKI. Đấy, như vậy công việc ta xác định góc xong, SKI. Được chưa? Xong nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần gì? Phần 2, đó là tính góc. Rồi. Phần 2, tính góc. Tính góc thì thầy cũng dạy rồi. Tính góc alpha này khá đơn giản, các em ghép vào một cái tam giác nào cho phù hợp. Chắc chắn là ta phải xét tam giác nào? Ta phải xét một cái tam giác, đó là tam giác SKI. Tam giác SKI. Đây, tam giác này có đặc điểm gì? À, vuông. Vuông tại đâu em? Vuông tại Y. Đấy, bởi vì là SI vuông góc đáy mà, cho nên là vuông. Rồi, tiếp tục ta sẽ nghiên cứu tiếp, tính tiếp đến là các cạnh. Đấy, cạnh KI rồi. Chỉ cần cạnh KI thôi nhỉ em nhỉ? Bởi vì là SI biết rồi. Tốt, thêm nữa. Vuông tại này, chỗ này ta có. Ta có. Có gì ta đưa vào. Đó là SI. SI đề bài cho luôn bằng A trên 2. Đây chính là giả thuyết. Cái này đơn giản quá rồi. Được chưa? Bây giờ ta chỉ có việc tính cái gì thôi em? SK hoặc là gì? IK nữa là xong. Được chưa? Đấy. Thì ta sẽ dừng trong ít phút. Rồi, bây giờ thầy cho chúng ta vào công việc thứ hai, đó là công việc tính cái góc này. Thì ta đang xét cái tam giác là SKI rồi, đúng không? Có SI bằng A căn 2 rồi, chứ là A trên 2 rồi. Đấy, và cái góc này vuông rồi. Được chưa? Bây giờ ta tính cạnh nào cho phù hợp nữa nhỉ? Đây, bây giờ em nghiên cứu lựa chọn tính SK hay là KI. Em thử phán đoán ra. Bây giờ muốn lựa chọn cái cạnh nào, tính cạnh nào trước thì chắc chắn em phải dựa vào đề bài thôi. Bây giờ chúng ta khai thác đề bài thôi em nhé. Đề bài nào? Đề bài chúng ta thấy nào, là đáy là hình thoi cạnh A, đúng không? Góc A này bằng bao nhiêu? 120 độ. Đó, thì qua các cạnh bên này đấy, của cái hình thoi này biết rồi.
Góc này biết rồi, thì các em có thể tính được cái gì? Tính được cái gì? Đây, mà lại liên quan đến tính KI hoặc là SK. Như vậy nhiều khả năng thế này, thầy bằng kinh nghiệm thôi, thầy thấy nhiều khả năng. Thì ta thấy các cái giả thuyết này cho dưới đáy hết, đúng không? Đấy, đầy dưới đáy, cho nên nhiều khả năng ta tính cái cạnh đáy thì phù hợp hơn. Đấy, ta là thông thường kinh nghiệm thôi, nó không đúng hoàn toàn. Nhưng mà ta dự kiến giữa cái SK và cái KI này, thì ta thấy là cái KI nằm đáy, mà các đáy này nó nhiều cái giả thuyết cho hơn. Thì nếu như vậy ta dự kiến có thể tính được gì? KI. Đấy, thì ta thử tính xem như thế nào. Bây giờ ta tính KI, thì tính KI thì bây giờ là ta phải xét tam giác nào? Đó. Em hình dung như này, xét tam giác nào cho nó phù hợp. Đấy. Thế thì ở đây thì có nhiều cách để tính, thì em quan sát thấy phù hợp nhất. Em thông thường học sinh phát hiện là thường ghép vào tam giác gì nhỉ? KA, AI hoặc là KB, B. Đấy. Rồi ta xem, đó cũng không sao, ghép vào hai tam giác nó cũng không sao. Nhưng ta hãy nhìn rộng một chút em nhé. Nào, AB, AB là bằng 2A, cạnh này biết. Góc này cho 120 độ để làm gì? Đấy. Góc này này, đấy, cho 120 độ thì như vậy là AC và BD đóng vai trò là gì? Đường chéo trong hình thoi, cũng chính là đường phân giác. Cho nên mỗi cái góc này bằng bao nhiêu em? Mỗi góc này bằng 60. Đấy, mỗi góc này bằng 60 nhá, bên này 60 nhá. Đó, đúng em. Đấy. Thế thì như vậy hé mở cho cái điều gì các em? Em tính được cái gì? Góc này 60, đúng không? Rồi, cạnh này AB bằng 2A. Thì từ đó các em mò mẫm xem coi là nên ghép cái cạnh KI này vào cái tam giác nào để tính. Đấy, đây là các em phải có khả năng lựa chọn một chút nhá. Lựa chọn một chút, ta phân tích một chút này. Cái tam giác AKI này thì chỉ được cái góc này bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 60 độ. Ngoài ra ta có thể tính thêm được cái gì nữa? Các em có biết không? Đấy, chắc chắn các em có thể tính được gì? A gì? AC. Đấy, AC các em tính được. Đấy, tính được AC. Đấy, vì sao tính được? Vì đơn giản thôi. Bởi vì tính AC thì như vậy trong cái tam giác là ABI. Đúng không em? Thì như vậy vuông tại đấy. Cạnh này biết. 60 thì ta tính được. Đấy, như vậy cạnh này biết rồi. Góc này biết. Nhưng mà làm sao tính được cái cạnh này và cái cạnh này? Bởi vì cái K này ta kéo vuông vào thôi nhé. Đó, các bạn. Thử đó là một hướng để các em nghiên cứu để em tính. Đấy. Một cái cách nữa cũng nhanh hơn để các em có thể ghép vào cái tam giác gì nhỉ? KI. Vì KI ở đây là tam giác ABC này là vuông tại gì? Vuông tại Y. YK là gì? Là đường cao. Đường cao trong tam giác vuông. Đấy, ứng với cạnh huyền ấy thì như vậy cạnh này biết nhá. Thì như vậy ta xem cạnh này biết không? Cạnh này cũng biết. Bởi vì sao? Bởi vì là cạnh này biết này, xin lỗi, cạnh này biết, để cho dễ, cạnh này biết, góc này biết, cho nên là cạnh này biết. Như vậy cạnh này biết, như vậy ta tính cái chiều cao này cũng khá đơn giản, đúng em? Cũng thuận tiện, không có gì khó khăn lắm. Rồi, như vậy ta quyết định tìm những cái con đường thuận tiện nhất để ta giải quyết. Thế thầy phân tích một vài cái ý để cho em cái cách lựa chọn của em nó phù hợp. Bởi vì làm toán là các em đôi lúc phải mò mẫm để tìm ra cái con đường để chúng ta tìm tòi con đường chúng ta giải quyết vấn đề, đúng không? Chứ không phải là áp đặt được, không thể có ngay được. Sau một hồi ta mò mẫm thì ta sẽ thế này, ta sẽ tính, ta sẽ xét cái tam giác này, ta nhận thấy xét tam giác này phù hợp hơn. Xét cái tam giác là AIB vuông tại Y. Đó. Được không? Xét cái tam giác này. Xét cái tam giác này thì đương nhiên các em sẽ tính ngay được cho thầy giáo là cái AI bằng bao nhiêu. Đấy, chỗ này em đặt đây là ta có này. Cái AI, đúng không? AI. Đấy. AI cho thầy giáo. Thế như vậy AI bằng bao nhiêu? Đấy, góc này biết này. Góc này biết, đúng không? Cạnh này biết. Cạnh biết. Tính được ngay. Như vậy là AI sẽ bằng là cạnh huyền là AB nhân với gì em? Cạnh này thì góc này là góc kề nhân với cốt của góc kề 60 độ em nhé. Đấy, bạn phải lưu ý. Hoặc là góc này 60 thì góc này 30 cũng được, không sao. Đấy. Cạnh huyền nhân với sin ở góc đối cũng được. Như vậy chỗ này hoàn toàn các bạn tính được bằng 2A. Sin của cốt của 60 độ bằng mấy? 1/2. Như vậy bạn tính được bằng A. Đấy, khá đơn giản. Như vậy cạnh này AI bằng A. Ta tiếp tục cạnh tính tiếp cạnh BI xem bằng bao nhiêu.
Bệnh BI thì cũng cạnh góc vuông này, đúng không? Đấy. Thì các bạn sẽ bằng gì? Cạnh huyền là AB. Nhân với gì? Nhân với sin. Sin của gì? Góc đối là 60. Như vậy hoàn toàn các bạn tính được bằng 2A. Sin 60 độ bằng mấy? Đấy. Căn 3 trên mấy? Trên 2. Bạn rút gọn đi bằng A căn 3. Khá đơn giản, được không? Xong rồi bạn tính được là hai cái cạnh góc vuông nào rồi thì tính cái cạnh này đường cao tam giác vuông, khá đơn giản. Các bạn có nhớ công thức không? Đây, công thức đường cao tam giác vuông thầy nhắc luôn. Đấy, A, B, C và H. Đường cao A 1, tao có công thức này, 1 chia cho AH. AH nhé, bình bằng 1 chia cho AB bình. Đó, cộng với 1 chia cho AC bình. Đấy, ở đây vuông em này. Đấy, là khá đơn giản. Như vậy chỗ này ta có ngay được thôi. Là 1 chia cho đi IK. IK bình. Đấy, thì bằng 1 chia cho gì? 1 chia cho IA bình hay là AI cũng được. AI bình cộng với 1 chia cho gì đây? Là đấy, bạn tính toán cho thầy giáo luôn là bằng gì? IB. IB bình, được chưa? Rồi. Như vậy chỗ này ta sẽ tính toán luôn ra đây nhé. Luôn ra đây cho thầy giáo luôn cho các bạn này. Đây. Tính toán luôn. Thì chỗ này sẽ bằng 1 chia cho, tương đương với 1 chia cho IK bình sẽ bằng 1 chia cho IA bình bằng bao nhiêu em? Đây, IA bình bằng A bình. Cộng với đây, IB bình đâu? IB đây em. Đó, bình lên thì sẽ bằng là 1 chia cho 3A. Như vậy chỗ này sẽ dẫn đến là 1 chia cho IK bình phương. Bạn quy đồng lên cho thầy giáo. Đó, đây sẽ là bằng 3A bình. Nhá. Rồi, như vậy chỗ này bạn sẽ quy đồng lên sẽ bằng 4. 4. Được chưa? Như vậy chỗ này ta sẽ suy ngay được luôn. Suy ra là IK. Đấy, chúng ta sẽ được bằng sẽ là bằng A căn 3 trên 2. Đấy, tính nhanh luôn, suy ra cho các bạn. Đấy. Như vậy bạn hoàn toàn tính được IK. Xong. Như vậy IK sẽ bằng mấy? A căn 3 trên 2. Rồi. Như vậy ta có là SI rồi, IK rồi. Tính góc này khá đơn giản. Đúng không em? Rồi. Ta sẽ dừng trong ít phút. Rồi. Chúng ta tiếp tục. Rồi. Sau khi tính được SI và IK rồi thì ta tính góc này khá đơn giản. Ở đây là hai cạnh góc vuông biết. Thì ta tính góc này ta dùng cái này cho nó cái công thức nào cho nó phù hợp. Đấy. Hai cạnh góc vuông biết nhé. Thì ta dùng tan cho nó phù hợp nhỉ. Như vậy chỗ này ta sẽ có tan. Tan alpha. Đấy. Tan thì bằng gì nhỉ? Đối trên kề. Như vậy sẽ bằng SI chia cho gì? KI. Như vậy sẽ bằng A trên 2 chia cho A căn 3 trên 2. Đúng không em? Như vậy bạn rút gọn đây bằng 1 chia cho căn 3 và vào bằng căn 3 trên mấy? Trên 3. Rồi. Như vậy chỗ này đương nhiên các em suy ra gì? Đấy, như vậy alpha bằng mấy? 30 độ. Được không em? Đấy, 1 trên căn 3, 30 độ. Như vậy ta sẽ chọn này. Chọn A. Ngay lập tức. Rồi, như vậy thầy đã trình bày xong cái bài tập mẫu. Ta nhìn lại quá trình ta giải một chút. Nào, vẫn là gồm những các bước sau. Ta đọc đề bài và vẽ hình lên. Và đưa các cái giả thuyết lên hình vẽ. Chú ý hình vẽ là do cái hình chiếu của S trùng với giao điểm của hai đường chéo, cho nên ta vẽ cái giao điểm nó vẽ ngược lên. Đó là một cái kinh nghiệm vẽ hình. Và sau đó rồi các em đặt các cái giả thuyết lên hình vẽ. Và chú ý góc này 120 độ, ta đặt làm sao nó để cho nó phù hợp. Ta có thể điều chỉnh A, B, C, D hoặc đặt ngược lại thoải mái, nhưng làm sao để cho nó phù hợp góc này 120 độ để cho dễ nhìn. Đó là về vẽ hình và đưa giả thuyết lên hình vẽ. Sau đó là ta xác định góc thì theo phương pháp thôi. Xác định góc. Đây là một cái bài toán, đó là xác định góc hai mặt phẳng, mặt bên và đáy. Rất dễ. Trong khi chúng ta lại biết điều chiều cao thôi. Đấy. Những cái bài mà xác định góc của mặt bên và đáy mà chiều cao chưa biết thì bạn cố gắng tìm chiều cao để biết được chân đường cao nhé. Từ chân đường cao này các em vẽ vuông góc với gì? Giao tuyến. Đấy. Và bạn để ý rằng cho một thầy giáo là mặt bên với đáy thì bao giờ giao tuyến cũng là nằm ở dưới đáy. Thì từ cái chân đáy này vẽ vuông góc đáy khá đơn giản. Vuông lên kẽ ngược lên trên đỉnh là xong. Góc này ngay lập tức. Đúng không? Rồi. Công việc xác định góc xong rồi thì các em sẽ tính góc. Tính góc thì cái kỹ năng tính góc thì ghép vào tam giác vuông luôn. S
KI luôn. Đấy, và ta nghiên cứu cái những tam giác này ngoài vuông ra còn biết những cái cạnh nào rồi thì ta sẽ tính là khá đơn giản. Được chưa? Đấy, như vậy thầy đã trình bày xong cái bài tập mẫu thứ nhất. Rồi, ta tạm dừng ít phút. Rồi, thầy cho chúng ta tiếp tục bài tập mẫu thứ hai. Bài tập mẫu thứ hai có đề bài trên bảng. Đấy. Đấy. Các em đọc đề bài và có 4 phương án lựa chọn. Đấy. Và bài này chúng ta có cái là ta lại tính cosin nhé. Đấy, cosin với góc cũng giống nhau thôi, không gì cả. Đấy, như vậy chúng ta sẽ vẽ hình. Nào, chúng ta vẽ hình xem nào. Vẫn đáy của nó là một cái hình chữ nhật. Đấy, hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì các em vẽ của nó ra một cái hình bình hành. Đấy, trong không gian để chúng ta làm việc cho nó dễ. Ở đây chúng ta có được là có SA vuông góc với mặt phẳng đáy, thuận tiện rồi. Đấy, như vậy S này, A, B, C, D. SA vuông góc đáy em ký hiệu luôn. Hình chữ nhật vuông luôn. Được chưa? Đấy, em hình dung để ý. Chú ý cho thầy giáo một chút, SA. SA thì bằng A và AB thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng A. Đấy. Cái cạnh AD này bằng 3A. 3A. 3A thì các em vẽ khách quan một chút cho nó vẽ rộng nó một chút đúng không? Nhưng mà thôi, chúng ta đã vẽ như thế này cũng không sao, bởi trong hình học không gian thì cũng không cầu kỳ quá về tỷ lệ lắm đâu. Đấy. M là gì? Trung điểm của BC. Đây, M là trung điểm. M là trung điểm của BC nhé. Đấy, trung điểm của BC. M là trung điểm BC. Rồi. Bây giờ tính góc tạo bởi hai mặt phẳng đáy và mặt phẳng SDM, ta xác định luôn nhá. SDM ta nối luôn để tạo ra mặt phẳng luôn. Đấy, tạo mặt phẳng luôn. Được chưa? Nhiệm vụ ta xác định nhiệm vụ này. À, tính góc này của mặt phẳng đáy nhá, mặt phẳng đáy này là ABCD. Đấy. Đây. A, B, C, D với mặt phẳng S, D, M. Được chưa? Đấy, nhiệm vụ ta xác định rồi. Ta phải xác định góc đó. Công việc ta thấy thế nào? Ta xem bài, ta phân tích bài toán. Đây cũng là một cái bài toán có dạng quen thuộc không em? Cũng khá quen thuộc. Quen thuộc ở chỗ nào? Đây, đây là bài toán tính góc giữa gì? Mặt bên và đáy. Đúng không? Thì kỹ năng nói rồi, thầy dạy rồi. Xác định góc của mặt bên và đáy thì tìm cho được là chân đường cao. Chân đường cao đâu em? Đấy, chân đường cao đây. Tìm ngay, chân đường cao. Đấy, chân đường cao đây. Từ chân đường cao kẽ đâu? Vuông góc với giao tuyến. Giao tuyến đâu? Giao tuyến là S. Giữa mặt phẳng S, DM với đáy thì chính là gì? MD. Đó, ta kẽ vuông vào. Nhá. Đấy, như vậy chúng ta sẽ kẽ vuông vào này và ta lưu ý. Rồi, ta kẽ vuông vào. Từ A từ A ta kẽ vuông vào cho thầy giáo. Để vuông như thế nào? Vuông vào nhưng mà ta vẽ hình cho nó cố gắng cho nó đẹp một chút nhá, chứ không là là khó đấy, là khó chứng minh đấy. Rồi, ta kẽ thế này. Như vậy chúng ta sẽ kẽ là vuông góc vào. Đây, từ đây vuông vào nhá. Đấy. Thầy đấy, đây là bằng K. K, vuông vào. Và từ K này các em kẽ ngược lên. Kẽ ngược lên trên gì? Trên đỉnh. Kẽ ngược lên trên đỉnh. Cái hình chúng ta vẽ nó hơi xéo một chút. Nhưng mà không sao. Chúng ta dùng kiến thức chúng ta làm thôi. Đấy. Được chưa? Kẽ vào đây. Như vậy là góc của mặt bên S DM với đáy chính là góc nào? Đấy, từ A ta kẽ vuông về giao tuyến, từ giao tuyến ta kẽ ngược lên thì chắc chắn là góc này thôi. Đấy, tính khá đơn giản. Được chưa? Nào, ta vào bài luôn. Như vậy chúng ta sẽ kẽ AK vuông góc với gì? Vuông góc với DM. Ừ, DM. Rồi, như vậy suy ra là KS cũng vuông góc với DM. Đây mà, chỗ này chính là định lý ba đường vuông góc.
định lý về ba đường vuông góc nhé. Đường vuông góc. Rồi. Đấy các em hình dung này. Thầy ở đây thầy cũng vẽ một cái hình nó mang tính chất giống các em thôi, cũng có thể là nó chưa đạt được, hoặc có thể thầy cố tình vẽ như vậy để cho các em dùng cái gì? Dùng kiến thức để chúng em xác định góc cho nó thuận tiện, bởi vì hình không phải lúc nào cũng vẽ đẹp được, hoặc là nó đẹp mà nó có những cái hình nó phải nó méo này, nó không theo ý muốn của mình, nhưng mà ta dùng kiến thức để chúng ta làm. Kiến thức ở đây là gì? À, như vậy là đây là bài toán giữa mặt phẳng tính góc giữa mặt bên SDM với đáy, đúng không? Đấy, thì cho ta xác định được chân đường cao rồi, ta kẽ từ chân đường cao vuông góc với gì? Vuông giao tuyến. Từ giao điểm này ta kẽ ngược lên để ta được góc này, rất nhanh. Nếu mà trong trắc nghiệm thì các em làm bài này bạn xác định trong vòng khoảng 5 giây là các em đã vẽ hình và xong đến cái xác định góc rồi, và bắt tay vào tính góc này. Đấy. Chú ý cho các em một chút này, nhiều hình vẽ thì ta sẽ không kẽ vào đây. Đấy. Tuy nhiên các em kẽ vào đây thì là nó cũng được thôi, nhưng mà trong cái quá trình mà làm thì các em khi mà em vẽ hình thật ra ở ngoài thì em mới biết là tại sao lại phải kẽ vào đây. Đây thầy nói cho các em biết là chỗ này. Ví dụ chẳng hạn những cái đáy ở đây. Đấy, đáy của chúng ta. Đây thầy sẽ gần vào đây để cho các em quan sát nhìn một chút. Nếu như cái đáy là hình vuông nhé, thì các em quan sát này. Đây là A nhé, B nhé, CD nhé, đây là M nhé, M này. Đấy, kẽ vào đây. Được không? Thế thì như vậy là em kẽ vuông vào này, vuông vào này. Đấy, vuông vào thì có đúng là nó ra đây không em? Đấy, được chưa? Ở đây chính là gì? Là K, chứ không phải là nó nằm trong phạm vi này. Mà đặc biệt của chúng ta càng cụ thể hơn nhé, cụ thể hơn cho các em là 3 lần cơ, 3 lần này. Đấy, nhìn này, 1 này, đây là bằng này, bằng này, bằng này. Đấy, nó để hình dung như vậy. Nó dài như thế này, đúng không? Hình chữ nhật thế này, AD mà, gấp 3 lần mà, ABCD. Đó, thì như vậy trung điểm này, trung điểm nằm đây. Thì em quan sát, thầy vẽ hình chuẩn thì em mới nhìn thấy, đúng không? Thấy không? Đây A nhá, đây 3A nhá, được chưa? Đấy, gấp 3 lần. Đấy, trung điểm. Thì đúng là mình vẽ ở đây. Nếu các em vẽ ở đây không đúng ngay, đúng không? Vẽ ở đây. Cho nên lý do là nó vẽ ở đây, được chưa? Đấy. Chắc chắn là nhiều em xem video này sẽ thắc mắc tại sao thầy không kẽ vào cái đoạn này. Đấy, được, mà kẽ này mới đúng. Đây, thực tế đây em này. Đấy, cạnh này gấp 3 lần, cạnh này đây trung điểm. Nhá. Trung điểm thì đúng là A, M, A, K. Đấy, A, K phải là vẽ vào đây, chứ vẽ vào đây là không có đúng. Được chưa? Đấy. Rồi. Ta quay lại bài toán. Ta xác định góc xong rồi thì ta đi tính góc thôi. Tính góc thì chúng ta chắc chắn chúng ta phải xét tam giác nào. Xét cái tam giác. Tam giác vuông. Đấy, tam giác đó là SAAK. Vuông tại đâu? Vuông tại A. Đơn giản quá. Rồi, vuông tại A. Tam giác này có cái gì rồi? Đấy, ta có tam giác này, ta xem là có cái gì. Ta có đương nhiên là SA rồi. SA bằng mấy? Bằng A rồi. Được chưa? Rồi. Bây giờ ta chỉ tính cạnh nào đó thôi. Thì bây giờ ta một là tính cạnh SK, mà hai nữa là AK. Bây giờ ta tính cạnh nào? Đấy, em nhé. Rồi. Theo như phân tích và kinh nghiệm ta thấy này, là đáy của nó là hình vuông. Đúng em? Xin lỗi, đáy là hình chữ nhật. Đấy. Cạnh này 3A, cạnh này 2A. Đây là trung điểm. Thì ta lợi thế, dựa vào chuyển cái hình này sang hình này để cho nhìn nó dễ. Thì em nhìn thấy là tính cái AK lợi thế hơn hay là tính SK. Đấy, thì nhiều khả năng ta sẽ tính là AK, như thầy nói rồi. Bởi vì đáy nó là hình chữ nhật mà các cạnh nó biết, đúng không? Cho nên là có khả năng là tính. Chứ tính SK là nhiều khả năng là khó. Ta đã dự toán là về, cho nên ta lựa chọn cái cạnh này. Ta tính cạnh này. Rồi, ta giờ dừng trong ít phút. Rồi, ta tập trung tính nha AK em nhé. AK thầy chuyển ra cái hình này cho dễ tính nha. Bây giờ AK tính thế nào nhỉ? Đấy. Thì trong quá trình xem video thì các em có thể dừng video lại, ngồi tính toán cho thật kỹ, rồi sau đó là đối chiếu với cái hướng dẫn của thầy giáo, đúng không? Còn bây giờ không có thời gian thì thầy giáo hướng dẫn luôn cho các em luôn. Bây giờ tính, ta nhận thấy như sau. Đấy, cái này bằng A rồi, cái này bằng 3A chia 2 rồi,
đúng không? Ta cố gắng khai thác thử xem coi ta sẽ tính toán như thế nào. Đấy, tính cái AK này cả vấn đề đấy em ạ, cả vấn đề đấy. Ta sẽ lựa chọn xem AK thì ta ghép vào cái tam giác nào cho phù hợp, đúng không? Ghép, nếu ta ghép vào AKD đấy thì ta được cái cạnh này thôi, cái này vuông thôi, được không? Đấy. Ta thử tính xem coi là cái góc này có biết không? Được không? Đấy. Cũng cả một vấn đề. Thì ở đây thầy có nhiều cách tính, nhưng thầy sẽ hướng dẫn cách tính như sau. Thì em sẽ nối vào đây. Ở đây nhá, thì ta thấy này, cái tam giác AMD ta hoàn toàn tính được ở diện tích tam giác này. Bởi vì sao? Ta nối đây. Chiều cao bằng A. Đấy, đúng không? Như vậy ta sẽ có này, ta có cái diện tích của tam giác là AMD bằng 1/2. Đây thầy đánh đây là H nhé. Đấy, H là MH, đúng không? Đấy, MH nhân với AD. Đấy, thì như vậy 1/2 M bằng A, AD bằng 3A. Đấy, như vậy 3A bình chia mấy? Chia 2 là xong luôn. Như vậy diện tích này. Thế nhiều học sinh mà thưa thầy tính cái diện tích này để làm gì? Đó, tính cái gì? Tính này để gì? À, ta lại quan sát tiếp. Ngoài ra, diện tích tam giác này được tính bởi công thức này là chiều cao AK nhân đáy. Trong trường hợp này đặc biệt chiều cao là gì? Nằm ngoài cái đoạn đáy này, nhưng không sao, vẫn tính bình thường. Như vậy chúng ta sẽ tính là thông qua diện tích tam giác này bằng AK nhân với đáy MD. Vậy đáy MD tính được không? Máy đơ đi, ta tính được. Chỗ này ta có tiếp một cái kiến thức nữa. Đó là mà này. Đấy, mà này. Đấy, hay ta gọi là mặt khác đi, đúng không? Đấy, mặt khác. Mặt khác. Cái diện tích tam giác AKD ta lại tính theo cái công thức là 1/2 AK nhân với MD, đúng không? Đấy, mặt khác ta có cái công thức này. Từ đây các em sẽ suy ra được đó là AK thì chỉ bằng 2 lần diện tích của tam giác là AKD chia cho chia cho gì nhỉ? Đấy, chia cho là MD. Được em, chia cho cái đáy. Chưa đấy. Đấy. Với MD ta hoàn toàn tính được. Khá đơn giản, MD sẽ bằng căn bậc 2 của DC bình cộng với CM bình nhé. Thầy viết rất cẩn thận cho em để em nắm được, bằng A bình cộng với 3,2 tất cả bình. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ hoàn toàn tính toán được. Chỗ này sẽ thầy có thể là tính nhanh luôn. Đây sẽ bằng 13. 13 A bình chia mấy? Chia 4. Để các em nhẩm lại xem có đúng không? Như vậy cho nó 4 như vậy đây cộng với 9 là mấy? 13. Rồi ok. Như vậy chỗ này em sẽ suy ra được ngay là MD nhá. MD của chúng ta sẽ bằng là căn 13A chia mấy? Chia 2. Xong. Đấy, ta có cái kiến thức như này. Xong rồi. Như vậy ta đã tính được là cái này bằng căn 13A chia mấy? Chia 2. Của cái đường gì? Đường AK. Thế bây giờ khóc này thôi. Khóc này để ta thử tính toán như thế nào cho nó phù hợp nhé. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ dừng trong ít phút. Rồi, ta tiếp tục nhá. Như vậy là nhờ vào việc tính toán khi nãy thì ta tính được MD bằng căn 13 chia mấy? Chia 2 đúng không? Đấy, lúc nãy thầy đặt nhầm một chút, ta sẽ đặt vào đây căn 13 A chia 2, đấy là của MD. Bây giờ ta bắt đầu với tính đến là AK. Như vậy ta đưa vào công thức thôi nhé. Đưa vào công thức của chúng ta sẽ bằng 2 nhân với cái đây sẽ bằng mấy? 3 A bình chia mấy? Chia 2. Diện tích chia cho gì? Chia cho căn này. Đấy, căn này của chúng ta sẽ được bằng là căn 10 mấy? 13 A chia mấy? Chia 2. Như vậy chỗ này em sẽ rút gọn đi cho thầy giáo nhá. Như vậy chỗ này hai này rút gọn đi này. Cái này lên đây bằng là 6 A bình chia cho mấy căn 13 A này. Em rút gọn tiếp đi sẽ bằng 6 chia cho căn mấy?
13 này. Được chưa? Căn 13. Như vậy A này. Bạn trục căn thức là 6 căn 10 mấy? 13 chia cho mấy đây? Chia 13. Rồi, như vậy chúng ta đã có được cái kết quả của cạnh gì? AK. Xong chưa em? Đấy, như vậy ta sẽ dừng trong ít phút. Rồi, như vậy chúng ta đã tính xong cạnh AK. Và AK bằng 6 căn 13 A trên 13. Đây, ta sẽ đưa vào. Đấy, còn cạnh SK ta biết rồi. Như vậy ta xem cái đề bài hỏi gì? Tính cốt đúng không? Như vậy cốt của góc alpha này thì ta lắp công thức thôi. Như vậy cốt của alpha bằng gì em nhỉ? Trong tam giác vuông SAK thì như vậy là cốt thì sẽ bằng cạnh gì? Kề trên cạnh huyền. Như vậy là bằng AK chia cho cạnh huyền đó là gì? Đấy, như vậy cạnh huyền là SK. SK. Đấy. Thế như vậy là chúng ta sẽ tính là SK nó thôi nhá. SK với đây, ta tính lên trên này. Với này. Với SK bằng bao nhiêu em? SK là cạnh huyền của tam giác vuông SAK thì sẽ bằng căn bậc 2 của SA cộng với AK bình phương. Đấy. Như vậy chỗ này sẽ chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của A bình cộng với đây em nhé. Đây. Ở đây là bằng bình phương lên này, 36 A bình chia mấy? Thầy bình phương rút gọn luôn á, bằng 13. Đấy. Rồi. Như vậy cái chỗ này các em quy đồng lên cho thầy giáo thì nó sẽ ra bằng được đây. Chỗ này sẽ là bằng là 49 A bình chia mấy? 13. Và chỗ này chúng ta đưa ra bằng 7 A chia căn mấy? 13. Em có thể trục căn thức lên là 7 căn 13 A chia cho mấy? 13. Đấy. Như vậy lúc bây giờ ta sẽ lắp vào thôi nhé. Lắp vào thì ta sẽ được là AK của chúng ta. Đây, AK ở đây. Như vậy chúng ta sẽ được bằng là 6, đúng không em? 6 căn 13 A chia cho 13 chia cho SK. SK ta vừa tính được đấy. 7 căn 13 đấy. Chia cho 13 13 A đấy. À, như vậy ta rút gọn đi. Như vậy sẽ bằng được 7 phần mấy? Bằng 6 phần 7. À, như vậy chỗ này chứng tỏ chúng ta sẽ chọn đáp án nào? À, đáp án. Như vậy chúng ta sẽ chọn. Đương nhiên là đáp án B rồi. Đấy, chọn đáp án B. Được chưa các em? Đấy, như vậy ta đã hoàn thành cái bài tập mẫu thứ 2 trong cái chuyên đề 3 vấn đề về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Đấy. Như vậy qua cái bài tập 2 này thì các em chú ý cái điều gì cho thầy giáo? Đây các bạn nhìn này này. Vẫn là vấn đề là chúng ta vẽ hình thôi. Ta vẽ hình làm sao cho nó phù hợp, dễ chứng minh nhất nhá, đẹp nhất và đưa giả thuyết lên trên hình vẽ. Và phần kết luận bắt chúng ta tìm cái gì? Tìm góc của hai đường thẳng đó là đường thẳng đấy, của hai cái mặt phẳng. Mặt phẳng là mặt đáy A, B, C, D. Và mặt phẳng gì nhỉ? Mặt phẳng S rồi D, M. D, M. Đấy. Như vậy cái xác định hai mặt phẳng này như thầy Bính nói rồi. Như vậy ta xem coi là góc của hai mặt phẳng này nó có rơi vào trường hợp đặc biệt không? Đặc biệt là gì? Đặc biệt có nghĩa là góc giữa mặt bên và đáy. Thầy Bính dạy rồi. Thì dùng cái kỹ năng xác định góc giữa mặt bên và đáy đấy, thì các bạn tìm cho thầy giáo cái chân đường cao. Khi tìm được chân đường cao rồi thì từ chân đường cao kẽ về giao tuyến của mặt bên và đáy đấy, tại K, từ K kẽ ngược lên đỉnh thì ta sẽ nhận được cái góc này chính là góc của cái mặt bên SDM và mặt đáy ABCD ngay lập tức, đúng không? Rồi, đó là bước xác định góc xong. Xác định góc rồi thì cái việc tính toán khá đơn giản thôi. Đấy, khá đơn giản. Như vậy là tam giác SAK là tam giác vuông tại A, có SA biết rồi thì như vậy ta sẽ tính là SK hoặc là gì? AK. Thì ta lựa ta tính AK trước. Bởi vì từ cái đáy này đề bài nó cho, ta nói vui là nó nhiều cái giả thuyết hơn. Đấy. Thì cũng có thể ta lựa chọn cái này tính tiếp trước. Nếu như không được thì ta tính cái cạnh này. Đấy. Như vậy một số những các cái kỹ thuật. Lưu ý cái kỹ thuật vẽ hình. Thì thông thường các em kẽ là kẽ ra bên phía này.
Đấy, nhưng mà thật ra là khi cách cái hình game, chú ý như hôm nọ thầy nhắc rồi đấy, là cái một cạnh, một phần một cạnh gấp 3. Đấy, 1, 2 và 3 đây em. Thì như vậy rõ ràng là cái A, B, C, D của chúng ta đây, M nằm đây, thì chắc chắn đường cao HK nó nằm đây rồi, đúng không? Chứ không thể vào đây được. Đó là một vài cái những cái chú ý. Thứ hai, chú ý cách tính. Cách tính thì em mượn cái tam giác này để ta thấy tính diện tích tam giác này, AMD tính được thì như vậy ta sẽ tính được cái chiều cao thông qua cái diện tích này. Đấy, như vậy là thầy chốt cái bài tập thứ hai, bài mẫu thứ hai. Bây giờ ta sang một cái vấn đề nữa là về bài tập về nhà. Rồi, như vậy vấn đề 3, góc của hai mặt phẳng thầy đã dạy cho em xong trong cái video ngày hôm nay. Như vậy để sang video sau thì trước khi sang video sau đấy thì các em làm một cái bài tập câu 1 cho thầy giáo. Đấy, câu 1 có đề bài trên hình vẽ. Và câu 2. Đấy, trong cái bài tập này thì thầy cho hai cái bài tập về nhà để các em làm, để video sau thầy sẽ trước khi sang video sau thầy sẽ là chữa cái hai bài tập này, sau đó rồi thầy mới chuyển sang cái video sau nhé. Như vậy cảm ơn tất cả các em đã theo dõi video của thầy và chúc các em sức khỏe, hạnh phúc, và thầy cho tôi hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào tạm biệt.